Ok, hôm nay anh em, hôm nay chắc anh em nghỉ lễ hết rồi. Tôi thì đặc thù công việc vẫn phải đi công trình, nên cũng là cái dịp lễ này không có nghỉ nhiều, gán tranh thủ lúc nào chơi game được thì chơi thôi. Nay thì cũng chơi con game nhỏ nhỏ để giveaway quay cho anh em sau. Giveaway thì vẫn như lần trước, tí nữa giveaway tôi sẽ nói. Game này có tên là Đinh Gần Lao. Hiện game chưa ra bắt bản chính thức, chỉ có demo thôi. Đây, đây là cái trang tem phép tìm nãy giờ mới ra đó. Đang có cái sự kiện mà lễ hội game Phương Đông hả? Đây, chúng ta coi qua trailer con này đi. Zoom lên là đứng luôn. Rồi ơi mạng. Anh nhà mạng 7 chữ. Con này thì cơ bản nó như một con game gacha vậy đó. Nhưng mà nó thay đổi roguelike nha. Em sẽ điều khiển cái móc này, nhặt mấy cái thực phẩm đồ ở đây. Mỗi cái vật phẩm là nó một trang bị khác nhau á, nó giống như con game Fatlin hay là Bách 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 Tờ á. Game này thì nó hơi sặc mùi nhân phẩm tí, hy vọng là chúng ta có thể chơi được. Mỗi cái vật phẩm trong này thì nó sẽ mang một cái chỉ số nhất định, một cái mà chức năng nhất định luôn, như là đơn giản thì gây sát thương hay là phòng thủ gì đó. Ngoài ra thì nó cũng thêm một số cái nữa thì tôi cũng chưa có chơi, chưa có biết, mới đọc qua cái lời giới thiệu trên Reddit thôi, nên cũng thử qua con game này. Game này chưa có cái phiên bản chính thức, chưa có ngày ra mắt luôn, chỉ ghi là quý 3 thôi. Quý 3 thì tầm là giữa năm đến mà gần cuối năm, từ tháng 7 tới tháng 9 á. Anh em nào tới đó thì có thể thử qua game này, hiện tại chỉ có bản demo, chúng ta có thể tải demo chơi thử. Hôm nay thì tôi cũng chơi bản demo thôi. Game hỗ trợ 12 ngôn ngữ nha. Con game này nó có cái yếu tố nhân phẩm giống với con Fatlin này nè. Đó, Fatlin thì thay vì chúng ta đi gấp thú như trên xuống thì con Fatlin nó sẽ là bắn bắn và bóng, nó giống cái trò pinball hơn. Đây, game này thì nó rất là thành công rồi, tạo được cái điểm nhấn do cái yếu tố mài gũi của nó cũng ảnh hưởng khá là nhiều. Game này thì chúng ta chơi gấp thú thì tôi nghĩ nó chắc cũng là mài gũi như thế. Rồi, trước khi vô chơi thì tôi mới thấy sự kiện này nào. Đây, hot bởi Steam China, sự kiện là lễ hội Phương Đông. Chúng ta lướt lướt luôn đi, coi có game gì đáng chú ý hay là thú vị không. 2024 con game có tên là Awaken. 2024 vẫn chưa có ngày ra mắt chính thức, chắc là một con game là thể loại 2D thôi, không có mì choi nina bia nha. Gogua Vania hả, hình như cái thẻ này nó mới thêm nhiều gần đây. Đây có mì choi nina bia nè. Chúng ta lướt lướt coi còn gì nữa không. Game này là thể loại tu tiên hả? Ông game này đã ra mắt rồi, đang mid nè. Digital Tale, game thế bài. Mấy này là mấy con game đã ra rồi, tôi quan tâm mấy con Coming Soon này thôi. Con này có vẻ thú vị, chúng ta lướt thử ha. Game này thì tôi đã wishlist khá lâu rồi, hy vọng là sẽ nhận được cái key để chơi sớm game này. Một cái loại nông trại đơn giản thôi, đây nè 3D gấp tinh livestream nè, nhưng mà kết hợp khá nhiều thứ luôn. Game này giống của Nhật hơn là của Trung á. Ôi ơi chị đại ơi chị đại, đừng. Chỉnh cảnh đó, thấy game hay đó. Thấy gì? Rồi, game này là game gì đây? Idol, Idol là dạng con game mà chơi chơi thẻ càng lâu càng mạnh á. Game này nó thiên hướng quản lý nhiều hơn. Coi có còn Coming Soon nào nữa không? Coming Soon đây. Thể loại nhập vai vào cốt truyện mang yếu tố lịch sử. Đây, lướt hết luôn. Con này thì tôi cũng wishlist khá lâu rồi. Rồi, chỉ có 6 game thôi đó hả? À, dưới đây một mến nữa nè. Thể loại này, thể loại hành động. Không hỗ trợ tiếng Anh là hơi chua rồi đó nha. Yếu tố chắc là xây nhà bui đinh gì thôi. Điều này có vẻ khá ổn rồi.
Lúc nước thử coi coi chúng ta có gì đáng chú ý không. Ồ, phi kiếm hả? Phi kiếm là chắc từ chút cơ trở lên này. Đồ họa trong game mà được như thế này là đẹp lắm đó. Phi diêu tự tại quá ha. Cái gì mà đang từ ngày thành đêm tan hoang như thế này? Cái trailer thì chỉ mới show ra vài cái đoạn mà cinematic thôi, chưa có đề cập cho cái gameplay gì nhiều. Thậm chí vài tấm ảnh chụp này cũng chụp ra từ cái cinematic không à. Với có 5 tấm ảnh à, tôi cũng chưa biết gameplay nó làm sao nữa. Một game thế giới mở của fan guitar IP, nó được xây dựng bằng một thế giới sống động với một không khí tự do theo cái kiểu mà hơi hướng Trung Hoa. Âm thanh và các hoạt ảnh cũng như là âm nhạc trong trò chơi khám phá là thiên về kiếm, sử dụng đầy phiêu lưu và năm trí tưởng tượng. Năm trí tưởng tượng này là ngũ hành nguyên tố nha. Do cái phần mềm này nó dịch hơi sai sai hay gì đó. Dựa trên là ma thuật và tinh thần, một thế giới giả tưởng lãng mạn mang phong cách phương Đông nơi muối núi và biển hài hòa với nhau. Ly sao giao dông đi vua gì. Game này nhìn có vẻ thú vị phết. Thôi một wishlist đã gặp đó đi, không biết khi nào ra mắt. Sunset Hill à? Chiều trận bạn. Nhìn mấy tấm ảnh này bây giờ tôi liên tưởng đến AI hơi bị nhiều. Cái phông chữ họ thiết kế rất là riêng luôn nè. Steam bây giờ ngay dịp lễ nó bóp quá. Dễ tay. Dễ nói. Bonlit. Vậy chắc là bấm bấm đi qua đi lại chơi chơi thôi. Cũng được. Đồ họa khá là đẹp, tông màu nó kết hợp khá là đều đặn nha. Anh em nhìn nó phối màu rất là tốt luôn. Cái khách sạn này lúc nãy nó dôm lên cũng khá là đẹp nữa. Đây, phối màu rất là tốt. Cảnh nền thì mấy cái cỏ cây này làm hơi lệch lệch tí, nhưng mà cơ bản thì nó như một cái tranh màu nước nữa. Giải đố phân đích thì tôi cũng khá thích thể loại này. Mecha, Gobo, BBB á, BBB thì chắc cũng khó. 26.000 lượt follow là rất nhiều nha. Đây, Dương Đam của em hay là cái gì đây? Tôi thì không mê Gobo lắm nên không gần. Mà bên Trung Quốc bây giờ á đang chuộng lên rất là nhiều cái mà con Gobo tự thiết kế mang cái đặc trưng dân tộc nha. Tức là Gobo mang tính version Trung Hoa. Rất là nhiều bộ truyện tranh, manga hay là tiểu thuyết, mấy cái active rồi đang rất là hình thành cái này nên mấy cái chuyên mục đồ chơi của họ nữa, coi như là họ thay thế trần luôn cái mảng Gundam của mấy anh Nhật Bản đó. Họ tự thiết kế ra một cái mechanic Gobo riêng của truyền thống của quốc gia họ luôn, thậm chí còn đầu tư làm mấy cái bộ chiến tranh cũng rất là cuốn nữa. Rồi xong rồi mấy cái nhân vật Gobo trong bộ chiến tranh đó đó họ thiết kế ra game, rồi ba cái poster, rồi ba cái đồ chơi 3D, đồ lắp ráp ghép đó, đi bán cũng rất là nhiều tiền luôn. Đó là cái chiến lược kinh doanh mới của họ trên cái mảng Gobo này. Anh em nào thích ăn Moco đồ thì thử qua. Họ có cái bản default update lên 2 ngày trước nè. Sao mà mạng nó yếu quá ta ơi gì. Lua Gian. Lua Gian là một con game single player, một người chơi sử dụng anh nghe anh âm, game hành động tan á, thời kỳ tan á, nhà đường. Tôi nhìn cái chữ này thì tôi tưởng tượng ra chữ tống nhiều hơn. Ô nhìn cái acti nào cũng đỉnh phết đó chứ, acti thậm chí coi tấm ảnh mà Steam nó có load không nổi luôn nè, mạng mẽo gì trời ơi. Effect animation làm cũng khá ổn á, hơi mà chối chối một chút, hơi khó nhìn á. Đó như thế này là lạm dụng hơi quá nhiều hiệu ứng FF nè, Molten Lure rồi thêm ba cái mà gom Mium nữa nè, anh em nhìn nó đổ bóng ánh tím rất nhiều luôn. Thường vào game thì tôi sẽ tắt sạch mấy cái tính năng này hết. Thu Long á, Thu Long Dynasty à, Lu Yang coi có trailer không.
Đây đây đây, chạy là chạy nè. Nhấn lên. Cố lên, anh nhà mạng 7 chữ. Em ở trong rừng nên mạng nó yếu lắm, anh bơm tí đi. Bỏ tay anh em. À, chạy chạy. Sao chả có tiếng tâm gì hết vậy nè. Đó, có một tí ở đây biết à, không có âm nhạc gì luôn. Cái khung hình nó chưa được mượt cho lắm. Animation này nó làm cũng khá nhẹ nhàng đơn giản luôn. Cảm giác chém thì đúng là có hiệu ứng hoa hòe đó, nhưng mà cái cảm giác va chạm thì nó chưa có lực cho lắm. Đó. Thay vì cảm giác có trọng lực đó, thì họ dùng mấy cái ít họ chèn vô thôi. Nhưng mà như thế này cũng tạm ổn rồi, không quá kỳ vọng được. Được bố ạ. Tôi thì không chơi mấy cái dòng sâu hay là đối kháng trực tiếp như thế này nhiều, già cả rồi đó, nên là khó theo lắm. Âm nhạc bây giờ mới nổi lên nè, nghe cũng tạm ổn được. Con này nó thiếu là thiếu tương tác với môi trường à, anh em thấy đi va chạm với cỏ nào hoàn toàn không có phản ứng luôn. Rồi mấy cái chiêu thức thì nó cũng là tăng thêm một cái đế biết lên nền tảng thôi, cái môi trường nó gần như không có động chạm gì hết, nên cái cảm giác là rất là thiếu lực luôn nha. Lúc ban đầu con game Wukong nó ra mắt mấy cái đoạn trailer Wukong mà Black Myth Wukong á, sắp tới là tháng 7 này như có game gì đó, 7, 9, 10 vậy tôi không nhớ nữa, thì nó cũng cảm giác rất là thiếu lực luôn. Nhưng mà mấy trailer về sau là cảnh đánh trên tuyết đấu boss rồi, nó làm ổn hơn rất là nhiều. Điều này cũng được, tương đối ổn, quyết tiếp thôi. Đây, game này là animation mấy nhân vật nó làm rất mượt mà nè, mượt hơn con nãy luôn á. Mặc dù mấy cái animation con game này nó tương đối cơ bản nha, chỉ có dân đi qua đi lại thôi. Một con game dạng mà City Builder xây dựng á, tôi khá thích chơi mấy con game xây dựng á. Đơn giản là mình nhìn mấy cái nhân vật đi qua đi lại rất là có sức sống luôn, gọi là có cái hồn trong game á. Lót ảnh lót không nổi nữa, đúng là nhà mạng 7 chữ. Anh em thấy mấy cái cử động hoạt ảnh nó mượt mà nè, sóng nước rồi nè, cây nó lúc lắc nhỏ nhỏ nè, cỏ lau lâu lâu nó cũng cử động nữa nè. Dáng người đi thì cũng rất là thanh thoát luôn, nhìn cái tà áo nó bay bay rất là va chạm nhẹ nhàng. Nên họ làm cái animation này, cái vải lụa đồ nó bám vào cơ thể rất mượt, thậm chí là mấy cái nhân vật đi cũng tốc độ không đều nha. Đó, cái hay chỗ đó đó, cái nó có khả năng vung tay rồi nè, va chạm đồ mấy đứa nhỏ dân chơi nè, rất là có sức sống luôn. Tủ quán hả? À, game này mà mấy anh em Trung Hoa hoài cổ thì chắc ống về cổ luôn. Về cái đồ họa như thế này đánh giá là 10 trên 10 đó. Trồng cây như thế này hơi mệt nha. Game này làm cái hệ thống animation rất là nhiều thể loại luôn, rất là mượt mà luôn. Nhìn như là một cái bức tranh nhá, bức tranh nghệ thuật mà nó biết cử động. Ồ, có hệ thống chiến đấu luôn ha. Mặc dù cũng khá đơn giản. Thường giống mấy con game xây dựng thì hệ thống chiến đấu nó là dạng auto battle thôi, tức là thả vô đánh tự động. Quen ngủ quá bao đệ nhân ơi. 31.000 lượt follow rất xứng đáng. Game này game gì đây?
Âm nhạc à? Có mà ghi thêm gì nào? Mình chơi Google nó thôi. Game này game thế tao nè. MOBA hả? Thể loại MOBA là chắc là chia hai bên chơi bóng rổ với nhau rồi. Con này cũng vậy luôn, nhưng mà thay vì bóng rổ thì chúng ta có bóng đá. Game này tôi thấy quen quen á, hình như lúc trước có chơi lần rồi. 18 cộng đây, Phone Lit, Shooter bắn súng thôi. Phone này Lit mà Shooter là sao đó? Tức là nhấp vô đâu nó bắn vô đó đó hả? Soulline và 2D á, khá thú vị nha, coi thử à. Rất nhiều luôn, có thời gian rảnh tôi lướt hết cái này. Dạng bên tiếp theo rồi. Google Live, Best em Up này đã ra mắt rồi mà. Tôi cần mấy cái combination son chứ. Sao nguyên cái dãy combination son mà lại đút ông này vô gì thế này? Chắc là ông ra mắt trong lúc cái sự kiện đang diễn ra. Không, ra mắt 24 tháng 5 rồi. À chắc là ăn là Early Access nên nó vẫn tính vô mà con game chưa ra mắt. Coi thử con trailer 2D Google Live này. Nó kết hợp với tông màu đen trắng rất là đẹp. Đen trắng thường nó sẽ lên cái tông màu đậm nhạt. Chạy đi anh mạng 7 chữ ơi, 7 chữ. Đó. Nó lên tông màu rất là nhẹ nhạt như thế này, đậm nhạt, thi thoảng nó tô tí màu cho nổi bật anh thôi. Nhưng mà tôi muốn nhân vật chính của tôi cũng có màu nữa nha. Con này cá chê phải không? Có hai cái gầu này giống cá chê nè. Bạn cũng không lót nổi ảnh luôn. Siêu. Móc câu tử thần. Nó giống con chip tập Johnny á, cũng lên cái tông màu đen trắng cho anh em dòm, thì thoảng nó pha tí màu vô. Làm như thế này thì nó có nổi cái điểm mà nổi bật của nó là cái cảnh nền nó thể tô vẽ thoải mái luôn. Rất là nhiều đa tầng lớp, nó không sợ người chơi là bị lạc vô như là khó nhìn vậy á, tại vì cái nhân vật người chơi rất là nổi. Thứ thêm cái phối màu vô nó rất là nổi luôn. Chơi con game này thì anh em sẽ rất là dễ dàng pha ghi đồ á, phản đòn né đòn đó, chiêu thức nhìn rất là dễ luôn. Do nó độc lập riêng với cái cảnh nền rất là nhiều. Chạy đi anh ơi, chạy đi. Có 1 phút à, video. Mạng mẽo hôm nay là mới ngày đầu nghỉ lễ nha. Nhưng theo thông điệp hàng năm thì lần nào tới gần gần cái này xung quanh 1 tuần đó, thì nó cũng đều rất là khó chạy luôn. Khi anh em mà để cái khung nhỏ thì nó sẽ load cái video độ phân giải thấp, nên khi zoom lên nó sẽ tải lại từ đầu. Nó chạy rất là yếu luôn. Nên gần như là vô phương này. Vẫn thẻ network là media nè. F5 lại coi nó chạy. Tám giây. Thôi tôi không bấm lớn lên đâu, bấm lớn lên là nó không chạy luôn á. Đôi guốc gỗ à, guốc đôi á, guốc đôi này giống của Nhật Bản á. Tiếng nhạc thì cũng tương đối quen quen. Chuyển động tôi thấy nó mà hơi nhẹ nhàng quá. Cảm giác mình chạy mình nhảy á, nó mà xa xa tí thì đẹp hơn. Game này chiến đấu tương đối đơn giản thôi, không có quá hoa hòe hay là nhiều chiêu thức, cũng không có quá tốc độ cao nữa. Game ghi là boss quýt nha, tức là nãy giờ tôi không thấy nó đánh quái gì luôn á. Nhìn phối màu rất là tốt luôn nè, hai cái này cùng màu tím luôn nhưng mà nó đậm nhạt, như cái này màu vàng màu cam nào nó cũng chênh lệch rất nhiều luôn. Game này phối màu tốt. Chết cũng được. Nhìn gì đây, nhìn ngộ ngộ vậy. Linh khí phục xu, thiên đạo再次显现. Có tiếng Anh nữa không? Rồi. Quên á, không có bấm bự được. F5 thì để nó nhỏ cho nó chạy thôi. Mạng mẽo bây giờ khó chịu quá.
không hỗ trợ tiếng Anh này, nhưng mà có phụ đề tiếng Anh nha. Tôi cần gameplay chưa? Cinematic nhiêu đó đủ rồi, gameplay đây. Cái này hay hỏa nè, cái này hay mọc rồi nè. Cho giống mấy con quest game đó gì. Nãy giờ thấy chiêu thức không à, chưa thấy mấy cái đòn đánh cơ bản thông thường nó ra sao cả. Sao mà đầy đủ thế giới vậy nè, lót gạch này như bối cảnh hiện đại vậy nè, có ô tô đó nè. Nâng cấp như hệ thống Google Live luôn, mấy cái asset vật phẩm nữa nè. Golden Boss. Tôi không thấy cơn đau của cái đòn đánh cơ bản nha. À có nè, nó nằm ở dưới hình dưới. Giúp hết cũng được đó. Game này ra mắt khá lâu rồi, nên thôi cái gì mua luôn. Còn game nào thú vị nữa không? Game này Pixel hả? Top Down Shooter bên tiếp theo. Xây dựng cào hầm ngục à? Nó giống cái con mà mấy con game gần đây đang khá là nổi à. Tên gì quên mất rồi. Con này nè, Lost Village nè. Cũng quản lý môn phái xây dựng ngày đào hầm ngục nữa. Bình tiếp theo nữa rồi, giờ lạm dụng cái đó nhiều quá. Số like mà như thế này là được nha. Số like nữa. Đấm nhau 2D, dạng vẽ tay. Đồ họa cũng khá là ấn tượng. GBG, Pixel. Này nãy coi rồi. The Lost Epoch chứ không phải The Last Epoch nha. Nó có building, gấp tinh, Dark Fantasy nhưng mà lại hát này Last nữa. Đa thế hội quá vậy. Con này tôi đã chơi rồi, anh em rảnh thì xem qua, con này cũng gì luôn. Này giống Hollow Knight phết chứ. Người ta tôi chuẩn bị ra cái DLC nè, hồi nãy có đếp có gửi mail cho tôi. Game này là cũng được, thấy đại ca 5S không gài chơi cũng khá là nhiều. Con này na ná gốc men vậy ta. Hết rồi. Chúng ta mới lướt qua cái comment zone của mấy con game hành động thôi nha. Dưới này là còn mấy con game rất là nhiều thể loại nè. Có thời gian rảnh thì tôi lướt thôi. Nhiều quá. Ô, game gì đã vậy? Rồi, nước anh nhiêu đây thôi, nước nhiều quá không có thời gian đâu. Rồi, không dám bấm lớn lên là nó chả chạy nữa. Anh em chịu khó coi cái khung nhỏ nhỏ như thế này thôi, tôi cũng chả biết sao nữa. Giữa trưa đó nha, hôm nay là chủ nhật nên mới được nghỉ đó. Nhưng mà mạng mẽo như thế này thì to rồi. Xây dựng làm nông, tu tiên luyện võ, ngồi thiền hoặc là đấm mấy cái mộc nhân. Mấy cái nét viền nó làm đậm quá. Mấy cái asset graphic nè, nó làm rất là đậm luôn. Chơi nét viền rất là nổi bật luôn. Game dạng mà xây dựng quản lý cào hầm ngục cũng khá là thú vị. Quản lý tông môn á. Đánh nhau là dạng auto pattern là chính. Thì kiếm đồ đầy đủ ha, kéo nguyên môn phái đi đấm nhau nha. Được, game thú vị quá. Gì? AI limit hả?
the last city of humanity. Heavens, well. Imagine. Này chúng ta vô game này nè. Khá là khủng luôn. Toàn là phe Muset của nhân vật không à. Không thấy Muset của con quái nào hết. Nãy giờ toàn là cảnh mấy con quái nó ăn đạn ăn đòn. Đó, Muset quái nè. Khá là ổn. Tạo hình mấy con quái nhìn cũng đã. Được, quất 5.000 lượt follow, khá thành công. Con này thì chặt chém với tí tấu nó nhanh hơn khá nhiều. Con này đồ họa đã gì. Chạy không, chạy không? Không chạy. Nhà mạng 7 chữ ơi, là nhà mạng 7 chữ. Tôi mở cái DPI này lên đây coi nó chạy nói không. Cái này tôi nghĩ là giống cái lỗi server cap. Cái bộ nhớ đệm á, ở bên Steam nó về Việt Nam không nổi. Nên cái Full HD nên nó chỉ chạy được cái cơ bản như thế này thôi. Nhiều anh em cũng đang gặp cái tình trạng mà tải game trên Steam bị giới hạn mà tốc độ rất là thấp á. Nó cũng do cái vụ này nè. Bây giờ đến khu vực của tôi rồi. Hay đôi reset modem phát đã. Đây, game này làm cái animation cử động với có lực hơn khá nhiều. Game này tôi nghĩ là của phương Tây hơn là phương Đông á. Tu no God. Liên tóc. Em đợi tí, tôi vô reset modem này. Tạo cái đã. Rồi, có mạng đây rồi. Chúng ta tiếp tục F5. Coi bây giờ chúng ta có thể zoom lên được chưa. Con này lại là infile nữa à. Vẫn chưa có mạng nha. Mình giờ lấy IP mới rồi. Vẫn chưa có mạng. Rồi chúng ta lướt nước ra đây. Mất luôn cái chứng chỉ á, gì vậy? Do mạng thôi. Nhà mạng 7 chữ reset cái phát mất mạng luôn. À, lướt lướt coi con này. Con này tên là cái gì ta? Antonet. Lót Neo Fox nha, chú hay lát Neo Fox nha. Cào hầm ngọc đinh gần rồi. 2D trông khá đơn giản luôn. Nền nó thì màu rất là tối nhưng mà mấy cái chiêu thức nè, nó rất là sáng luôn. Nên anh em mà bị trên lệch giữa cái màu sắc hai cái nền tảng thì rất nhiều quá. Chơi lâu là bị ló mắt luôn á. Nè, nền thì tối nè, mấy cái chiêu thức thì sáng trưng lên như cái bóng đèn dội thẳng vô mặt mình nhé. Thực ra làm màu nó nhạt nhạt hoặc là cái bách gao nó đỡ đỡ không? Như thế này là khỏi dòng luôn. Hiệu ứng nhấp nháy ló sáng nữa, rất là nặng luôn. Tình hình là tôi mất mạng luôn rồi đó. Đây con giống giống Hologana nè. Khá là giống luôn đó nha. Đó, thậm chí phong cách di chuyển rồi thấy cũng na ná nữa. Nhà phát hành thì cũng chưa có mà cái sản phẩm là ngon. Rồi, tạm thời chúng ta tiếp tục. Rồi zoom lên đây coi nó chạy được không. Cũng vậy anh em ơi. À, nó được nè. Đó, anh em thấy nó dùng cái reset modem chưa. Sử dụng tiếng Trung không vậy. Nói chuyện với con ma hả.
con này đậm chất Pixel luôn, chắc chủ yếu là cái phong cách kể chuyện á, có hành động luôn nè. Hành động có vẻ tương đối đơn giản, nhưng mà nhập vai như thế này thì nó kết hợp rất nhiều yếu tố luôn. Mỗi yếu tố nó làm chỉ vừa đủ tốt là được rồi, không nên tập trung quá nhiều. Cái quan trọng của cái dòng game nhập vai Firu này á là phải xây dựng với bối cảnh thế giới, nhưng mà ba cái viết ba cái câu thoại trò chuyện như thế này dựng được cốt truyện ngon nghẻ, ngon à. Đây yếu tố hành động nhìn cũng tương đối là ổn đó, hành động nhập vai thiếu thể tab nữa, chỉ có một vài cái tab thôi. Game như thế này mà có 100 follow hả, ủng hộ một cái tiếp luôn. Ba chục phút rồi chúng ta chưa vô game nữa đó. Game này còn khẩn quá. Game này nó còn giai đoạn mà thậm chí là chưa có lên alpha hay beta nữa, còn rất là sơ khai luôn. Rồi lấy hai anh tiếng Trung lẩm bẩm nhau đó. Game này hiệu ứng va chạm nó làm đỡ hơn đó, anh em đỡ là nghe cái tiếng keng keng, với mà có nó effect đòn khá ổn. Cái này là cái gì nó cứ hiện ra hoài. Cái phong cách con này á, thì tôi thấy nó khá giống mà Sekiro nhiều hơn. Nó vẫn là có cái phong cách chiến đấu của dòng mà Soulslike, nhưng mà nó mang đậm cái chất Sekiro khá nhiều á, nhất là cái hệ thống đỡ đòn hồi nãy á. Nghe cái tiếng keng 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 đó cũng rất quen tai luôn. Kamiga như hồi nãy là toan đó nha. Vậy dù cái góc mà chiếm hết 1 phần 3 màn hình, 1 phần 2 màn hình là ba cái vật thể à. Hệ thống boss cũng khá là con nghẻ đó. Được. Đồ má là giúp pháp hả? Thẩm phán hả? Game xây dựng mà cái đồ họa đó, mấy công trình kiến trúc nó nhìn 2D like với 3D chứ, nhìn cũng khá là ngon nghẻ ha, ngộ nghĩnh. Chạy đi bạn ơi, nó hiện không không luôn rồi. Chạy đi, bực mình phết. Chán cái mạng thiệt á. Thôi chúng ta coi cái khung hình nhỏ thôi. Game xây dựng quản lý khá là cơ bản. Cái đồ họa nó phong cách vẽ tay rất nhiều luôn. Cái gì? Cái detect view gì đây nó gì? Đã quên cái tưởng con game tên là Thẩm Phán mà. Giống như cái quan lệnh huyện vậy đó. Nên có cái thẻ detect view đó phải rồi, thẻ trinh thám này là phải rồi. Nè, báo công xử án nè. Được, game ổn. Coi tiếp mấy con ở đây. Zoom được không? Rất tiếc là không. Thank you.
Giúp gì nó nhìn nó ngộ ngộ à, khá nhiều thứ hỗn loạn luôn. Thẻ bài hả? Game này game thẻ bài à? Thẻ bài đánh nhau thế lượt. Con game như thế này mà không có yếu tố xây dựng. Nhìn nó trông thú vị phết á, nhưng mà nó lại ra thế này hả? Thôi có thời gian tính sao, giờ này trông cũng tạm ổn thôi. Xây dựng mà 2D nó giống môn cách mà Delta Gear nè. Delta Gear Oxygen Not In luôn không? À. Nhìn mấy cái máy móc là cũng thấy giống giống đó. Mà sao cái tông nhạc nó nhẹ nhàng quá vậy ta? Thu can hả? Được. Nhìn nó trông cũng thú vị hết đó. Xây dựng phải tính toán này, cân bằng cái kiểu luôn. Nhưng mà chưa thấy bấm vô cái hệ thống nè, game thủ thành à. Tower Defense đâu? Làm gì có Tower Defense đây, đây nè. Tôi tưởng đâu game xây dựng cơ bản chứ. Hệ thống đầu vô cái này là bắt đầu vô cái hệ thống xây dựng đó đó, nhìn cũng khá lộn áp. Bây giờ sâu thêm cái cây kỹ năng hay là cái gì nữa đi. Đúng rồi đó, đây nè. Kết nối cái đường ống đầu với nhau nè. Cung cấp nguyên vật liệu. Lò rèn. Này từng nhân vật trang bị cho nhân vật được đó. Tôi tưởng cơ chế nó giống con Oxygen này hơn, nhưng mà nó chỉ giống một phần thôi. Cái core nó thì vẫn tập trung vào cái Tower Defense. Đây. Cũng ổn áp. Trailer gameplay đâu? Không có trailer gameplay. Chúng ta chỉ có vài tấm ảnh là tự nhìn, tự cảm nhận thôi. Vẫn là cái phong cách màu nước. Khó nhìn nha, rất là khó nhìn luôn. Rồi thôi, chúng ta vô game thôi. Gần 30 phút rồi. Lẩm nhẩm nãy giờ chắc anh em quên con game luôn rồi. Game này là nó thuộc dạng giống con Berlin, mang tính nhân phẩm Goguelike. Chỉ có 3 cái thôi, Star, Option với Acid. Nó 1, 2, 3. Máu của bạn sẽ tăng thêm 10, bắt đầu với là 5 điểm phòng thủ. Chúng ta có 10 cái dao găm, 10 cái khiên. Một cái khiên lớn, một cái dao lớn. Sẽ cần lao thứ hai luôn luôn là cái cục 500 lớn. Tăng thêm 1 gen nếu như mình hút được 5 cái này. Nhưng mà nó chỉ có 50 dao găm thôi. Con này 10 dao găm. Chỉ là hai cái này nó đáng kể không ta? Làm sao ta? Cái này nó ghi là cục gỗ ở dưới là nó bằng gỗ. Còn cái này nó hình con ốc vít là nó bằng metal hả? Nè. Chúng ta gấp thú mà. Đây thêm mâu rồi ta. Khiên, giáp giáp. Đen tai, trời ơi nhiều thứ quá vậy con heo. Một lần cho mỗi trận chiến là nó sẽ thưởng 2-5 tiền. Rồi, chúng ta vô thử coi, nhân vật nào bây giờ? Chơi này trước đi. Đúp AD để di chuyển trên cái bản đồ. AD thì để di chuyển cái móc câu của mình. Nhấn nút cách để thả móc câu, nhấn nút cách lần nữa để mà đóng cái móc câu lại. Thì chọn hả? Nút cách bắt thì coi như nút bỏ lực. Con quái ở đây nó sẽ đánh mình 12 đam. Con này đến 9 đam mới vô mà nó đánh mình 20 mấy đam hả? Lấy cái khiên đi. Lấy sao? À, di chuyển trái phải rồi gấp nè. Ngon. Gớ cái dao rồi anh ơi. Vậy là phải gấp được 3 cái dao nữa mới giết được con này nha. Giết con này thì 9 khiên của mình đủ. Cái kiếm này 10 đam, cây này 5 đam. Gấp được 2 kiếm không? Được luôn. Chết rồi. Chết con đầu thì chỉ còn cái 9 đam thôi. Ừ.
nó đánh mình 9 đam, mình cần một kiếm một khiên là được. 15 đam. Qua đây, nếu như được ba cái dao găm thì nó chết luôn, còn hơi lên được một cái khiên cũng được. Hay là chỗ này ta. Rồi, ba cái dao găm nó chết rồi. Cái dao găm thì gây 5 đam. Nó chuyển một số cái lượng nhỏ cái đuôi này là mấy cái vật phẩm vô dụng á, cái mấy ai lầm thành vàng. Tấn công gây 10 đam, tăng cho mình 5 điểm thủ luôn. Cái này là cái gì? Tấn công quân địch nó gần 5 đam, mỗi lần sử dụng nó sẽ tăng 5 đam, reset lại sau mỗi trận chiến, có vẻ ổn. Tại cái dao của mình là nó cũng có 5 đam mà, nên thay vì gấp cái dao găm này, mình gấp cái ống chích này cũng được. Đây nè, con này đánh 12 đam á, nên bắt buộc mình phải bui điểm phòng thủ rồi. Nhưng mà lấy ống chích trước. Muốn chết luôn kìa. Một cái dao thôi, rồi gớt lên cây rồi. Kệ, lấy 10 điểm phòng thủ là đủ. Con này đánh có 12 thôi. Nó lại đánh 12. Vui đàm phát rồi. Gớt cái dao nữa rồi. Đủ điểm thủ đó. Giờ vui công nó là nó chết. Đây đây, đây đây, xuống. Dính cái gì đây? Mấy cái dao găm. Hai cái dao găm mà, nó cũng đủ chết rồi. Cây kiếm nhỏ. Double đam á, khi mình chỉ nhặt nó một mình, tức là 20 đam á. Cái này thì cỏ 4 lá nên nó là rất là hên xui luôn. Lucky tích, cây gậy hên xui. Nó gây random 1 15 đam, tức là cho tính trung bình là khoảng 8 đam á. Gậy phép. Cái này có hồi máu cho mình 5 đến 10 máu nữa nha. Đánh thằng quân địch cuối cùng 5 đam và hồi cho mình 5 đến 10 máu. Nên không ta? Hồi máu thì hơi khó. Game này không biết cơ chế hồi máu nó ra sao. Kho báu nè. Này là gì? Tăng thêm số lượng item mình có thể góp trong cái máy này lên 10. Mình sẽ loại bỏ 3 độc khi bắt đầu mỗi turn. Độc ở đâu ra mà loại bỏ? Gớt hai hộp của tôi rồi. Cái máu là cái gì? Một cục hồi 22 máu mà mình có mất máu méo đâu. Ủa vẫn 10-10 mà. Ổng chích nè, ổng chích nè. Xuống. Rồi, full đam phát này nha. Nghe chưa? Ngon. Trời, một nuôi dao luôn, rồi đâm chết mày luôn. Chích 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 đó, chích nó. Không chích, kỳ kiếm. Rồi chết chắc rồi, bye bye cưng. Anh em thấy kỹ năng gấp thú của tôi như thế nào? Ghi gấp đôi chain cho bạn ở mỗi tool. Chain của mình làm sao để tăng? Tấn công quân địch ở gần. Quân địch là nó hai loại vị trí nha. Nia này nè, với mà một con đứng trước chứ còn đứng sau á. Mỗi 10 tiền mình sở hữu mới tăng 1 đam. Tức là trên 20 tiền thì con dao găm này mới thành con dao găm thường. Lấy cái này đi. Khi mà về sau mình mất máu thì tôi nghĩ cái này có lợi. Còn cái điểm sờ trên của tôi á, thì tôi không biết làm sao để tăng lên. Con này con boss hả? Tăng thêm boost lên bản thân. Vậy tức là mình full đam vô nó đầu tiên đã. Full đam thì dắt ô này đi. Gớt cái ống chích lại rồi. Đây luôn. Mất được khoảng 35 máu rồi nó. Nó đánh có 6 đam mà cái này để gì?
nó đánh lại mình 100 mỗi khi nó bị đánh. Chết rồi, không có lấy được ống chích này. Muốn cái dầu găm được 20 đam. Ý da, mất 6 máu luôn. Trời ơi, lấy ống chích đây, không có lắp gấp được ống chích, nó ra một đống giáp. 6 đam, con này đánh cũng dễ. Mình đánh nó thì mình mất một máu à, nên mình đánh bằng cái kiếm bự thì đỡ lỗ hơn. Trời ơi, dữ vậy, tôi sai rồi. Rồi gớt luôn này ơi, nó phản lại bằng cái lượng đam gây ra luôn, nên hồi máu cái đã. Tuôn đầu á mình phải gấp cái khiên, rồi tuôn sau mình mới đánh nó được. Lũ đảng cái ống chích này, rồi dăng hai cái dao đi. Chết rồi, chết rồi, chết nó rồi. Mình còn 34 máu à. Mỗi lần tấn công sẽ gây một độc, hồi 5 máu sau khi mà kết thúc một trận chiến. Tăng thêm cái lượng mà ghét thải này lên giống máy lên 10 chi gì. Trên dưới ta, dưới mình có thể mua con bằng cách quay cái này, chơi cờ bạc. Dưới thì mình nâng vật phẩm đi trên nữa. Con này chuẩn bị tạo cái siêu. Con này thì sẽ chỉnh lại mấy cái item trong cái máy của mình, sẽ thêm một số cái item vô cái máy của mình để làm cái méo gì. Đúng chích nè, đi máu mình hồi luôn rồi. Không đam lụ đạn nha nó. Hai cái dao à, tuôn đầu nó không có đánh mình, nó bị dính năm độc rồi. 4 khiên, con này đánh 15, vậy là khoảng 25 thủ. Cái cầu gai này, trời ơi, gây 5 đam lên bản thân, thiệt. Trời không nạn gì đó à. Một con, hai con này nó sẽ đánh mình 25, nên full phòng thủ đi. Đây, ba cái khiên đây, dính được hai cái cũng đỡ. Mất 10 máu, mất 9 máu. 9 máu thì có máu hồi đây. Đừng có dính vô cái mà hộp đó nha. Tôi này nó đánh là 26 đam, nó không có gì hết, mình nên phui công nó thôi. Không chích ra đây. Rồi dính quả cầu, ừ gỡ lại, gỡ lại. Một máu, dính độc chết. 9 đam. Với ông chích luôn, mình có khiên này, nên không sợ quả cầu gai này cho lắm. Đó, rồi gấp ông chích nữa là xong rồi. Chính quả cầu gai hả? Ừ không, gớt lại rồi. Đầy máu luôn, đơn giản, game nhẹ nhàng. Một lóc mỗi lần mình sử dụng cái item. Skin của mình sẽ lên 2. Tấn công quân địch đầu tiên mỗi 2 đam á, mình sẽ nhận được một điểm né. Là sao? Né này thì né một đòn tấn công và reload cái số né là đi một, tức là chỉ có một né mỗi lần thôi đó. Thử
thử này đi, nó có màu vàng. Nó đến 10 đam thì mình đủ điểm thủ rồi. Ở đây một đống dao găm luôn nè. Hai gấp được có hai cây dao găm mà trời. Trời ơi, 30 mấy đam hả? Còn lại 23 đam mình lấy phòng thủ đi. Đừng rớt nha, gôi lũ đạn nó. Ây da, mất 4 áo. Không chích đây. Rồi, 10 đam nữa, gán thí nó luôn. Cái đầu tiên 2 cây dao găm mà được. 3 cây dao găm. Cái này phải được 2 cái rất là khó. Lũ đạn nó gấp ra 2 cái khiên, không có 1 cây dao găm luôn. Trong khi nó không đánh mình thì lại lên toàn thủ. Dao găm. Được có 1 cây màu à. Kệ, lấy tí thủ đỡ con thì sao. Nó còn 11 máu à. Này, 3-4 cái dao găm mà đủ rồi. Hai mấy thủ là dư nữa. Giờ hồi lại tí máu mình đã mất. Lần tới mình gấp cây này. Giờ tôi mới biết dụng của mấy cái dầu phẩm nhỏ nhỏ nè. Mấy cái này để nó nằm ở dưới, nó đua mấy cái dầu phẩm mình cần lên trên. Đó, nhưng cái này nó rớt dưới đất là rất là khó gấp luôn nè. Cái nhiệt kế là cái gì? Mười ba máu mày xong rồi. Ba cây dao găm. Có hai cây à? À nó dính độc nó cũng chết rồi. Giờ mình lấy cái này mình hồi máu lại. Bốn máu đi. Vừa đủ không? 15 đam và phá vỡ cái điểm mà giáp nó luôn. Cái này cũng được. Chết rồi, đến đây là tiêu tiền rồi. Sao? Chơi làm sao? Chơi tốn 12 đồng. Xuống. Ai? Ai? Ngon. Hai cái bàn tay luôn nè. Thôi một đống vàng luôn anh em ơi. Hốt cái này liền. Con này nó đánh 12 máu. Nên tí điểm thủ là được. Dính được ống chích thì tốt. Tiền bao la luôn rồi. 24 máu hả? Gạt con đầu luôn, chết rồi, nó đánh đau lắm nha. Không chết con đầu luôn, chết rồi. Ây da, mất mười mấy máu rồi nha. Thủ đi, lấy điểm thủ đi. Nó hồi máu. Nó đánh 15 đam. 15 đam không sao. Mình tập dụng lấy cái cây này hồi máu đã. Lấy được cái nhiệt kế rồi. Rớt mất cái khiên. Lấy ống chích đi. Cái ống chích của mình bây giờ là bao nhiêu đam rồi? 20 đam rồi. 25 đam nó còn 5 máu.
Rồi bây giờ mình lấy cái hồi máu nữa. Mít rồi. Giúp được con này thì 2 đến 5 tiền. Cái dao găm độc 50% lốc của mình là gây đam. Khó, lấy cái này, lấy dao găm độc nữa. Ủa, mình quay ngược về được á? À không, đóng cái tường này. Mười lăm đam, kiếm khiên. Gớt cái găng tay là lựu đạn nhà nó. Trời ơi, dính được có 2 cây kiếm à. Con này thì tuôn sao nó tự chết này, nên mình lấy tiền thôi. Được có 2 đồng à. Đóng chích tay cây kiếm đây. Mười hai đam, 12 máu. Phản lại cái đòn tấn công gây rebuff vô cái quân địch. Được. Boss rồi đó hả? Giao đầu nó tăng boost. Mình lấy ống chích hồi máu. Hơi bị nhiều khiên rồi đó nha. Nó dính 7 độc nè. Mình lấy cái độc này nữa. Nó thủ nó đánh mình 13 đam. Này là gì? Chỉ số phòng thủ của nó sẽ không bị mất ở mỗi tool. Lấy cái bút nó luôn. Lấy cái gương này copy lại. Dính 13 độc này con. 12 thủ. Ông chích, ông chích. Tí nữa, gán lấy được cái này với cái găng tay dưới. Rồi. Lên thêm 5 độc nữa nè. Hai mươi lăm đam đó. 25 đam đau nghe. Hai cái khiên. Mất cái 5 máu à, không sao hết. Ôi gì xô ly xích. Kệ gán chịu đấm ăn xôi thôi. Giết xong boss là hồi máu chứ gì. Dính 5 độc nó đi con. 3 tôn nữa mày chết rồi. Đánh tao đi, đánh tao đi. Tao sợ à. Nhẹ nhẹ thôi anh ơi. Rồi hết rồi, nó đánh con lượt thôi. Cái này thì mỗi nửa máu mình mất á sẽ gây 0.5 đam. Mình mất khoảng 30 máu là 15 đam. Tuần sau là tự chết rồi. Đừng rớt cái gãy nha. Trời ơi. Rồi nó cũng chết rồi. Cái này thử cái này thôi. Tôi nghĩ là mấy map sau nó cho mình đọc á.
hai con hồi máu với gây 53 đam. Như thế này sao mà giết nó được ta? Chắc mưa dầm thấm lâu bằng cái dao độc. Bà nó mới nói xong nó gớt cái dao ra ngoài. Lũ đạn nó hồi máu rồi kìa. Chính độc rồi đó. Mưa dầm thấm lâu thôi. Chúng chích gớt đây sao mà gấp đó. Được kìa, được kìa. Đánh 32 đam đau nha. Không. Lấy ống chích đi, giết con này. Rồi bây giờ mới đọc vô con này. Rồi, xong tôi này thì con đầu tiên nó chết rồi. Lũ đáng. Gớt cái dao găm đây nữa. Hai mươi hai đam, lấy tí phòng thủ vô. Tiền. Gớt cái dao ở đây nữa nha. Một cái khiên, một cái dao độc. Tuần sau nó tự chết. Lấy thêm tí tiền. Một đống tiền luôn. Thôi mày 59 đồng hả? 65 đồng. Vẫn full 110 máu nha. Bây giờ mình tăng được 7 đam nữa, là 10 đam luôn. Nhưng mà ống chích vẫn ngon hơn. Tại vì cái này tí nữa mình xài tiền rồi. Ống chích đi. Đương nhiên là mở cái gương. Mất 5 máu lụ đạn cho nó. Này là sao? Năm đến 20. Cái găng tay đây. Hết tiền rồi. 26 đồng. Lại được cái bàn tay vàng. Mới đầu gào vô nó đánh 44 đam. Lấy cái phòng thủ trước. Nguy hiểm quá. Dính ông chết không? Không rồi. Trời ơi, cái gương của tôi. Đánh đầu hết á. Lũ đạn nó mất 20 máu luôn. Tí gì vừa được cái gương vô. Mà cái gương người ta dùng méo vậy hai ngày đâu. Nó làm cái gì đây? Phản đam. Hai mươi hai đam mà gỡ công chích lợi bà đó.
Ôi ơi, được mỗi ông chết. Nhưng mà độc nó tự chết rồi. Loại độc của bản thân. Nó cho mấy cái này như thế này á. Một tí nữa không chừng là tôi bị dính độc rất nhiều á. Cái này có vẻ tạm ổn nè. Năm ba máu mình chưa diệt nó liền được. Ủa ông chích cây ở đây rồi còn đâu cây nữa ta. Cái găng tay đâu? Găng tay đây luôn. Nó đánh mình 22 thủ. Rồi, ok. Gỡ cái dao lại. Vừa đủ 22. Chết bà mình dính độc nè. Giải độc. Con này rất nguy hiểm nè. Rớt cái khiên lại rồi. Mất ba máu. Không sao. Ám độc hay da. Giải độc cái đã. Con này nó chết rồi, không cần lo. Mình lo phòng thủ với giải độc thôi. Hay hồi tí máu thôi. Hồi tí máu đi. Ngon. Ủa sao cái khiên mình nó tự nhiên mất hết vậy ta? Đánh đau phết đó nha. À mình đánh vô 12 đam nên mình bị cái khiên nó mất hết. Rồi không lấy được cây luôn. Mỗi công chích à. Tuần sau thì nó tự chết này, mình không đánh nó nữa đâu. Tuần này mình bui thủ thôi. Thủ với máu thôi. Mất máu nhiều quá. Ê, cái này được rồi. Mình mất 90 máu, mình đánh phát 45 đam luôn á. Gấp được cái nhiệt kế này nó chết luôn á. Đó. Bây giờ còn có 20 máu à, sao mình đánh boss. 5 lốc mỗi khi bắt đầu mỗi tool. Tấn công hai quân địch ngay 25 đam, gấp đôi cái lượng chain của mình lên, không bui chain, bui thủ. 10 lốc ở giữa mỗi tool. Mỗi lần tấn công sẽ thêm một độc. Thì là mình chọn lấy máu ta. Tham, lòng tham. Ăn cứt rồi. Trời ơi. Cho ăn được nữa không? 400 máu. Nó vẫn bị bút cái gì đó. Lấy cái bàn tay vàng trước. Hai công chích luôn ngon. Đừng gớt cái áo giáp lên nha. Cái đoạn tấn công của mình gây mà một cái vô của nó, một cái độc á, nên mấy cái dao găm của mình gớt là có lợi luôn. Mười ba độc. Cái giáp này lụm được vài luôn á. Lụm hai cái giáp thì nó lên 10 thôi không. Rồi có cái giáp đây rồi.
27 đã âm phản đạo hoàn đòn rồi mày nè. Cái này mình đang là 5 lên 10 nè. Này đi. Gần được mớ tiền, ngon. Bây giờ sẽ tác động của mình dồn lên. Là tí nữa tự chết thôi. 27 đam, nó phản đòn, không sao hết. Mình đánh nó chủ yếu là gây cái độc cho nó. Hai mươi chín đam. Lấy cái giáp. Không mất miếng ngục đó. Tuần sau thì bay màu rồi cháu ơi. Ba chục tuần nữa nó mới chết. Ngon, 4-5 cái dao găm luôn rồi đó. 5 cái dao, 1 cái ống chích. Rồi tuần sau nó chết rồi. Vậy tuần này mình bút thủ lên là xong. Có khi mình giết nó luôn á. Nó phản đòn với phát đầu thôi, chả bao nhiêu cả. Dính được áo không? Không. Rồi, đơn giản như đơn giản luôn. Hồi một báo khi mình gây đâm. Cái tầm đầu tiên á, sẽ sử dụng 2 lần. Đó. Hai tầm đầu tiên sẽ sử dụng 2 lần thì nhân tay vàng. Nó đánh là 24, 42 đam. Rớt cái ống chích lại luôn trời. Phản là cái đòn đầu tiên của nó. Đó. Thì mình chỉ mất có 6 máu thôi. Hai cái ống chích được. Hai mươi bốn, 42 nữa à. Chắc lấy tí thủ nữa. Rồi cái gậy của tôi mất 18 máu hay gì. Không sao hết. Hai mươi bốn, 24 thì nhẹ nhàng. Cái này nó nằm đây luôn sao hồi máu. Cái kiếm gì bự gì nữa. Rồi rồi, nó sẽ tăng kích thước cái vật phẩm trong này lên. Đúng không? Đó. Bốn hai thủ. Cho nó đánh thoải mái luôn. Tí nữa mình gấp cái này hồi tí máu. Chết con đầu rồi. Tích độc vô con sau thôi. Con này đánh có 24 thủ thôi, chả bao nhiêu cả. Quá ngon. Rớt cái khiên rồi, không sao hết. Không cần cái khiên. Võ sĩ Quyền Anh à, còn một máu cả. Rồi tội nghiệp không. Giờ mình đi gấp tiền thôi. Lũ đạn nó gấp tiền chứ nó không lên miếng tiền luôn. Trăm con. Cái này cũng không ngon lắm. Ghi gon phát ha. Được 3 độc lên tất cả quân địch. Nếu như 3 quân địch thì nó sẽ gây 9 độc. Chạy lấy đại đi. Đỏ hay là đen? Đỏ, đen. Ngon. Ít 2 tiền. Con game này đúng là gà cha luôn. Cái găng tay vàng ở đây là khó nè. Khó, rất là khó gấp luôn.
Đó, 20 độc luôn nè. Chết luôn. Nó đánh 3 đòn như thế này á, nên cái gương của mình nó không có ngon. Nhưng mà mình đủ 16 thủ rồi, chắc lấy cái gương đi. Lấy cái gương mình lùa thêm được tí vàng. Khoảng được 8 đam vô nó, chết luôn. Tỷ lệ cần vật tất cả trên hình lóc mình không có vui đường trên. Thôi dùng tiền để đánh nó, chết luôn. Mới vô mà nó đánh là 24-46 đam hả? Rồi gớt ông chích lời bà đó. Cái găng tay sắt của mình nó nằm đâu ta? Găng tay nè. Đừng gớt áo nha. Được rồi. Lấy cái găng tay trước. Mình mất là 30 15. Đủ đạn nó dính một đống khiên luôn. Kệ đủ chết này. 4 độc hả? 4 độc 22 đam. Lấy thủ. Thủ với thuốc giải độc luôn. Rớt cây lại. Hàm 2 đam thì mình lấy cái khiên. Nó đánh xong nó phản đam, nó tự chết vì bằng độc. Đó. 10 thủ. Ba thun. Được. Lên 5 không ngon. Lên 10 khá ổn. Quất. 2 tôn 30 gram, quất luôn. 1 máu mình mất thì ngang 1 đam. Như thế này mình có thể gây được là 36 đam. Sẽ tắt lên 10 lần. Quất luôn. 15 đam. Lên gấp rưỡi à, không ngon. Công chích này tôi không nghĩ là mình có đủ thời gian như vậy đâu. Để dành tiền đi. Hàng 4 với 6, 30. Hai món rồi trời. Được. Cũng được. Bốn lăm thủ cho mày đánh thoải mái đến tết luôn. Cái nhiệt kế rồi đây nè. Tsukigen nhiệt kế bàn tay vàng, nó không có gây đam nên không lấy khiên đâu. Cũng được, không có dính cái khiên. Nó gây độc hả? Giải luôn. Tuần sau nó tự chết rồi. 8 độc đau nghe. Giết con này. Con này nó đánh 12 đam thì vãn lại. Bị gì? Ê, sao đứng ghê mày? Vãi đái rồi. Công sức của tôi. Thôi rồi. Có xếp không đó? Còn.
Cái méo gì thế này? Ơ? Không gấp được cái bàn tay. Khó quá. Ba chục thủ, 44 đam. Chết tôi rồi, không có lấy được cái găng tay này rồi. 22 đam thì mất 7 máu. Nó bút thủ, lấy cái Sukigen. Với cái kiếm bự. Hồi tí máu. Lấy cái nhiệt kế giờ là giết nó luôn. Lấy nhiệt kế nữa là đủ rồi. Đây. Bụp, bay màu. Giữ cái lượng máu lương chừng thôi, không cần mấy hồi. Chuyển tất cả máy móc hình nước là sao? Năm mươi chín, mình là 46. 51 đam hả? Hai chục thủ là đủ chơi nó rồi. Nên lấy cái dao găm, hai cái dao găm thì không đủ đam. Rồi lấy đại đi. Chết. Thử cái này luôn. Ồ. Như thế này nó có lợi lộc mẹ gì đâu. Méo cái lợi lộc gì luôn á. Còn khó chơi nữa. Bà đó. Bà nó có gấp hơn nữa. Thôi. Cái bình nước này phế quá. Rồi rồi được rồi được. Chuyển lốc thành chen theo tỷ lệ 41. Tức là 4 lốc của mình đổi đường chen á. Ê ê ê. Ơi, ơi ngon. Cờ bạc B3. Rồi, thả. Kỹ thuật. Thả. Thả. Phá sản. Rồi rồi. Tỷ lệ đúng 25% đó nha. Có tiền còn 5 tiền à. Lũ đạn à đó. 24x3 72 đam. Giết nhau à. Tuần đầu nó đánh 72 đam. Cái gương thì nằm mút dưới này nữa. Sao mà lấy được cái gương vậy? Rồi. Còn chấm máu. Cục pin là cái gì? 30 giáp. 24.
Không lắp cái được cái này luôn. Bốn máu sao mà thốn như vậy nè. Được rồi, không sao đâu, lấy được cái này là nó chết rồi. Lấy được nhiệt kế để giết nó. Máu mình ít quá. Trời ơi, còn bố máu đi đánh boss con cống. Thôi thôi thôi, lấy máu. Không có tham. Trời ơi, nhìn thấy thèm. Giờ lấy con heo đất làm mẹ gì nó. Cái giáp vàng của mình đâu rồi? Ủa, cái giáp của mình đâu? Thêm cái này là cái méo gì thế này? Không có giáp, mình lấy cái găng tay đi. Giờ không cần tiền nữa. Mười một đam double chain mỗi tu win. Vậy là mình đánh lâu dài nó là méo ổn đâu. Trời ơi, đừng có chuyển hình nước, chết cụ rồi. Mỗi tu win mình được 20 giáp, lấy cái này. Lấy ống chích đi, nhưng bây giờ đam của mình là chỉ có ống chích này thôi. Tí nữa mình sẽ gắn lấy cái cục pin này. Lấy cục pin này mình chuyển được rất nhiều sợi chen luôn á. Cục pin đâu rồi ta? Đây. Dính cái mẹ cái bình nước nữa rồi. Khó mà, nó nằm sát dưới này rất là khó lấy luôn. Kìa, không lấy được. Còn cái máy sấy tóc là cái méo gì? Cái máy sấy tóc này ghi 3 đam và xin 5 item này sao? À, tức là thu nhỏ lại 5 cái dọc ẩm nè. Trời ơi, cục pin lên tới đó rồi rớt xuống nữa. Chèn nó gấp đôi lên, mấy tui nữa là mình chết rồi. Không có lấy được cục pin. Bây giờ giáp của mình lên không kịp với nó. Hay là cho nó đánh cái để giật máu thôi. Độc của mình nó cũng không có lên đó. Bây giờ đánh phát 100 đam. Dọn cái chỗ này để lấy cái cục pin mới được. Coi, cục pin lên trên này. Rồi, được cục pin này, được nhiêu giáp đây. Nhiêu trên đây. Ôi chết mẹ. Phải, nó chuyển giáp thành trên xong rồi mất luôn. Trời ơi. Cài làm lại, chuyển qua nhân vật mới. Game thú vị đó. Bà nó tưởng chuyển cái giáp hình sà chen á,
là nó vẫn giữ nguyên như cũ. Hóa ra nó chuyển ra là mất luôn. Ủa? Cái cục 500 này nó chỉ hít mấy cái đồ bằng sắt thôi, mấy cái gỗ là nó không hít nha. Nè, tức là nó lấy được hai cái dao găm bằng sắt à. Khốn nạn. Vậy gấp cây kiếm này, sau đó thả cái cây xuống đây cho nó hút. Để chỗ này thì nó lấy được hai cây hai bên rồi không ta? 40 dao găm ngon. Gớt mẹ nó mày. Ôi giời. Rồi xong rồi con. Đúc bồ độc á. Nó làm gì có độc đâu mà đúc bồ được. Bùi thủ thôi. Con này khó hồi máu nha. Chết rồi, con này không có bùi thủ được. 4 dao găm chết đừng con. Lũ đạn nó rớt ngoài. Ây, trời ơi. Ây da. Con này khó chơi hơn con nãy nữa. Lấy thủ với mà cây kiếm giết con đầu. Xong rồi thả cùng 500 hút 3 kiếm này. Bà nó, con này không bùi thủ được. Khó chơi quá. Chết con, 15 đam, vừa đủ. Lại mất thêm 5 máu nữa. Thôi con nãy dễ chơi hơn. Bốn máu. Nó hút được ở đây luôn hả? Vậy là con này chơi cái mà trò mặt nước á. Ờ không được. Mặt nước thì cái 500 nó đâu có nổi lên được đâu ta. Mặt nước thì cái 500 nó làm sao ta? Lấy thử coi. Mấy cái đồ bằng sắt nó sẽ chìm xuống, bằng gỗ thì nó nổi lên. Trời, không được cục máu rồi luôn. Ủa, cái phiên bản đó. Đây, thả tiếp cục 500 đây là chết rồi con này. Chết con. Mất 2 máu. Còn 64. Phui đam là nó chết à. Đây 15 đam. Đây 15 đam. Thôi chết phụ rồi. Nó không có hạ xuống cám rồi. Dạ. Cái dao hai lưỡi 20 đam nhưng mà mất 5 máu. Cái này mỗi lần xài thì nó giảm đi 5 đam. Thôi. Lũ đạn nó không dính được cái dao này nữa.
phục được 4 cây. Bụp 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 bụp. Không, tí nữa thả đây. Cho nó tí độc cả. Rớt ngoài nữa cho bà nó. Đánh thì phản đam, mà lụm thì rớt ngoài. Bốn cây, 35 đam, 25 đam. Tụi này gán giết nó luôn. Lấy hai cây lẻ đây, xong rồi gom cái nữa được 4 cây đây là nó chết rồi. Mà mình phản đam không biết còn sống không á. Nó chết trước hay là mình bị chết trước đây? Thử coi. Một máu. Cái này đánh boss thì ngon. Nhưng mà tăng thêm dược phẩm đi. Con này có cái nội tại gì á. Con này có cái nội tại nữa này nè. Đó, một gen nếu như mình hút được 5 cái mê đồ cùng lúc. Nên thả đây trước. Tí nữa gắn gom 5 cái đây. Mất 2 máu à. 4 hả? Đó, được luôn chưa? Vừa gớt ngoài mẹ đó. Còn một máu nữa chứ trời. Cái ngay giao đầu rồi, sắp chết luôn rồi. Gớt mẹ hết ngoài, còn vô đường cây một. Nè, 5 cái nè. Lên được 1 chai tên. Có vải đáy luôn á. Hút cái này rồi. Cuối cùng được có 4 cây à. Lấy thủ trước rồi lấy công sao. Còn 20 máu à. Lấy dao găm. Mình càng nhiều dao găm mình càng mạnh. Tại vì dễ kích được cái nội tại này. Ba chục máu, 30 đam thì mình hẹo luôn rồi. Có 28 à. Chết, thôi chơi con cũ đi, con này thấy không thích. Làm lại lần nữa, hồi nãy là thôi con boss là hơi bi quan á. Rất là quen ức luôn. Dừng cái khiên này thiếu cây dao găm rồi.
giết con này, đánh vô được hai máu con này, một đống khiên luôn, dư 10 thủ, dư 13 thủ rồi. Được, rớt mẹ ăn kiếm ngoài. Mười đam, hai cây kiếm nhỏ và cây kiếm bự là đủ. Sao? Chín đam nè. Thêm một lượng nhỏ cho cái mê tồ. Ủa? Làm sao ta? Mình con này làm gì có mà cái 500? À, nó sẽ hút lại, ngó. Được, chết con đầu. 15 thủ, không mất máu. Bà nó rụng nó ra này. Mất hai máu, không sao hết. Rồi xong, có hai dao găm là mày xong rồi. Hai đến năm con. Chuyển nước thành nước độc. Năm độc cho hình cuối. Bạn cái nào cũng ngon nhưng nha. Gỗ phải, nhưng mà nhựa, gỗ phải nhựa thì nó sẽ nổi lên, nhưng mà mình chưa có nào chuyển hình nước ra đó. Mới có 4 tiền à. Cái 520% hả? Mình thôi không lấy hồi máu đâu. Gồ lại dơ gần gì ba cái máu đó. Tuần sau mình gán giết con đầu luôn. 7 đam, không sao hết. Dừng cái khiên này bạn ơi. Đam chết. Lấy cái siêu bằng thép này đi, đánh tới boss này mà không có gì ngon cả. Hồi nãy còn có cái ống chích đâu. Được có 20 máu nữa. Cái Tsukigen của mình nó đâu đó. Con này có độc bôi cái đường độc nó mới ngon. Nãy đang lẻ gấp cái Tsukigen trước để lấy cái siêu. Máu mình nhiều hơn nó nên mình đánh nó mất máu mình cũng chả ngán nữa. Đó, cứ thoải mái vô tư đi.
Châu sau thì nó chết rồi. Giao sao rồi đọc thư giết nó luôn. Bye bye boss. Một trên mỗi khi mình nhận đam. Hai máu cho mỗi 10 tiền. Gacha hay là ghen? Gia gia đi, mình không có món nào ngon để mình ghen cả. Mất là nhiều máu nha. Nó còn một máu nữa chứ trời. Cày vải đái luôn á. Chết mẹ ơi, cục 500 bây giờ nó cũng hút luôn mấy cái kia rồi. Phát này mạnh nè. Chết luôn, hai con, double kill. Lock du chen tỷ lệ 1-1. 25 đam, mất 2 máu cho mỗi item mình gấp khi mà dính cái này. Nó hồi máu kinh quá. Bà trên, nhưng mà nó đánh cái thốn. Còn hai mấy máu à, chết tôi rồi. Bây giờ chơi kiểu gì xong chơi. Mười lăm đam, lấy tí khiên nữa mới được. Rồi không có miếng siêu rồi luôn, rồi đi luôn ngay. Không sao, 11 này là đủ giết nó. Nhân phẩm chính liền một phát. Chết luôn rồi, không có đường nào đỡ được anh. Rồi bay mau. Lại. Hồi nãy chơi thấy suôn sẻ lắm mà ta. Do đợt này mình thiếu sát thương nhiều quá. Được mỗi cái dao. Nhạc bé bé hơi nhức đầu quá. Đóng siêu luôn. Có cái đồ nào mà qua một tuần nó không mất cái siêu không ta? 20 vừa đủ rồi. 15 chứ vừa đủ rồi.
Được. Rớt mất cái siêu. Mần tí máu không sao. Rồi, một con. Pập 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 mày nè. 15 đam hả? Nó gãy gác như thế này trời. Rồi sao lấy được hai cái dao này nữa rồi xong. Pập 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 mày nè. Nhìn mặt con này nó ngầu ngầu. Phản đòn. Nhưng mà cái này thì ngon hơn, lấy cái phản đòn cũng được để ngồi đánh boss. Ê, ê, trời ơi, hên dính được cái máu. 25 chấm máu. Nó đánh 4 công à, nên phản đòn thì cũng vô nghĩa thôi. Cố gắng dứt điểm nó trong tôn đầu. Rồi, giết được một con. Như con này á thì mình có thể chủ động phòng thủ được nhiều cái. Nhưng con nãy 500 thì khó lắm. Rớt mẹ hai cái quan trọng nhất này. Ê, ê, ê. Mày đánh đâu đi, mày đánh đâu đi. Rồi xong, một cái kiếm bự rồi đủ. Tấn công quân địch đầu tiên sẽ gây 2 đam và cho mình một né. Khiên nhựa hả? Thủ 15, giảm 5 mỗi lần sử dụng. Rồi sao mình lấy cái giáp này. Dính không? Dính không? Đừng gớn nha. Rồi được rồi. Có cái giáp này thì đánh con này nó khá là dễ luôn. Chết mẹ rồi, 60 dao găm. Né liền. Đánh con này đánh bằng cái kiếm bự thì nó lời hơn. Quá đơn giản luôn. Không sợ mất máu. Rồi 15 đam vừa đủ, bye bye bạn luôn nha. Một chen mỗi lần mình nhận đam. Nếu chỉ nhận một cái vật phẩm thì nó sẽ chơi 2 lần. Review game gì tôi chơi game gì tôi thích là chính. Review game á thì anh em phải dành rất là nhiều thời gian cho con game á luôn. Đủ để anh em cảm thấy mọi mặt của con game á. Còn tôi thì thường tôi chơi không có thời gian chơi nhiều nên chỉ lướt qua thôi. Review game là anh em phải dành hầu hết thời gian cho con game đó. Khi anh em phá đảo rồi anh em vẫn phải soi mói thêm rất là nhiều thứ nữa. Nhất là anh em phải chơi nhiều con game đó thì mới thể so sánh trực quan với nhau. Cái đó thì để mấy dân nhà báo hay dân chuyên review đồ, họ có đội ngũ chuyên nghiệp á, mỗi người nhiều nhận định á. Chứ một người làm như tôi thì mang tính khách quan cá nhân lắm. Pin cushion bất cứ khi nào mình nhận đam á, hạt trong một cái vật phẩm trong đó của mình lên đây, thà lấy cái chen này cho rồi, không cái nào ngon hết. Gacha trên này đi, hai cái ngon nhất thì không dính được cái nào cả. Rồi hồi máu đi.
Vẫn rồi ơi. Dính được hai cái dầu gầm. Rồi gỡ cái này nữa luôn anh. Giết con đầu để thôi nó hồi máu. Hai cái dao găm mà đủ. Bốn cây thì đánh được con này hai phát nữa, nhưng mà nó cũng hồi máu thôi. Lấy cái khiên đi. Ủa lấy cái giáp chứ nhầm. Mấy con game tôi chơi thì đa số ở Việt Nam giá ai chơi cả. Họ là thường mấy chơi mấy con game mà hot hot á. Chứ mấy con game cỏ như tôi thì ít lắm. Rất ít người chơi mấy game indie ở Việt Nam luôn. Tại vì chơi mấy con game indie này á, thường YouTube nó không đề xuất đâu. Trừ phi anh em không quan tâm view hay là cái lượng supply gì á thì anh em có thể làm được. Rồi, cái cú này là phui ói vậy đó nhỏ luôn. Mà hết rồi. 30 đam. Chuyển nước chất độc, tấn công quân địch 3 đam. Và thu nhỏ 3 cái item. Cũng được, lấy súng hơi đi. Nó sấy khô nên nó sẽ thu nhỏ dược phẩm lại. Hai cái này dính một cái cũng được nữa. Nó lũ đạn đó. Lũ đạn lần hai. Cái lòng tham, cái giá của cái lòng tham là như thế này đó gì. Nó không, lòng tham lần đó. Cái này là kỹ thuật chứ không phải là lòng tham đâu. Chết một con, có cái lớp siêu. Mất tí máu. Đụng ở trên trời. Cái này gây đam rất là mạnh nhưng mà nó cắn ngược thì mình. Bà nó nghèo. Đừng có gụng lại bà thiệt. Tuần sau mình giết con này. Nó còn có 8 máu với mà khoảng 3 cái siêu thôi. 15 á. Holy shit. Mười lăm gán giác ngay chỗ này là được. Rồi đủ rồi, đủ giết con này rồi. Để dòm cái kiến lên nó chà bá luôn nè. Lấy luôn cái vật phẩm của mình đó. Nó lại nằm ở trên cùng đó chứ. Nè. Bây giờ nó dòm cái khiên lên. Rồi đủ đam, vừa đủ 20 luôn. Ngon luôn. Ê. Hàm hai nó không đủ đâu. Nên lấy những thứ gì có giá trị cho mình nó tuần đầu đó. Nó hồi máu hai lần. 30 đam. Rồi. Vừa đủ. Chết đường con.
rất khó lấy này nha. Hất nó lên đường tí thì cũng đỡ đó. Không có lấy được nó. Bây giờ mỗi tool mình có 15 thủ rồi, nên mình chỉ cần tập trung hồi máu thôi. Rồi, dính rồi. Đóng luôn nè. Rồi ơi. Phải canh đúng cái thời điểm để chuyển cái lốc hành gen mới được. Cái cục này đi trước cái khiên đó chứ, kể có ba gen cũng ngon. Không dính được cái gương này. Bảy chen cũng được rồi. Mười bốn chen không sao, cứ cho nó đánh mình mất máu đi. Trên mình cao lắm. Trời ơi, có cái gương phản lại. Không lấy được cái đó ta. Kệ, có cái gương nó phản cái rồi. Bán máu lấy sợi chen lên. Đánh ván là hai mươi mấy máu cũng ngon. Hai mươi sáu còn chém nữa nào. Quá mạnh mẽ luôn. Cái siêu vàng hoặc là cái Magic Migo, lấy Magic Migo đi, đôi khi nó có lợi hơn. Chết rồi, đi trên ngon chứ. Giết nó, tụi này mình gán giết nó. Rớt hai quả cầu gai đấy. Chuyển hình siêu không ta? Nên chuyển đi, chuyển hình gen luôn. 10 siêu vô, mất 10 máu, phản đam. Chuyển siêu là mình phải dứt điểm nó ngay tụi này luôn. Đơn giản, đúng là tính toán vi diệu. Cần phải lock to chain nè. À, chain to lock 6 tiền vì con phát. Dao vàng, bàn tay vàng. Ống chích, bàn tay vàng thì nó đỡ hơn. Cho mình tiền. Trời ơi, mới bán cái đó xong nó ra rồi. Còn tiền ở đâu mà có vậy thôi. Uống luôn cái nước trong đó. Mất 5 máu, lụ đạn nhà nó. Cái bơm mà.
Có khi nó thả cái bom vô đầu mình thiệt á. Cái bom mình lấy một né này là được. Lấy thêm cái lốc siêu nữa cho nó chắc. Mỗi cái khiên nó vừa boost vừa reboost luôn. 4 độc. Chua nghe. Lấy tí chen nữa. Thả đây luôn đi. Lấy cái bàn tay vàng làm gì cũng biết. Né. Độc nó vẫn có 3 thôi, không sao hết. Rồi, mình giết con kia luôn ha. Giết nó luôn. Lấy hai dao găm mà đủ. Một cây thôi cũng đủ nữa. Một cây với năm này là mười mấy rồi. Dao găm độc, 5 đam 3 độc được nè. Chuyển nước thành lava. Lava thì sẽ đốt hết ba cái bụi kia. Nhưng mà nó khó gấp lắm. Khó gấp lắm. Tấm gương phản, lấy gương phản luôn. Có mất máu đâu, hồi máu, rớt lại kìa. Lấy một điểm né đã. Cái giáp gà, cái giáp gà gà chỗ này là dễ gấp rồi. Rồi, có cái giáp thì thấy yên tâm hơn hẳn. Thì ra dính ngay hạt cầu gai rồi. Đau nha. Bạn làm gì là đau với nhau lắm đó. Vui đâm. 4 sợi chen là chắc nó chết chắc rồi. Double cái độc. Độc mình khó bui. Lấy luôn. Siêu. Nếu giết quân địch bằng độc thì nó sẽ lan ra cái độc do con kế bên. Đánh boss mẹ này, cái đó có tác dụng như nó đâu. Lấy trước cái phan đam để dành. Có cái phản đam này nó khá là ngon nha. Để anh em mà đánh cái con bự bự á, đánh cái con boss mà ít hai trên hồi nãy con boss cuối cùng tôi thua á, có cái gương phản đam là ngon. Cho đánh mình mất máu đi, mình chuyển cái giáp của mình sang cái kia. Rồi được rồi, rớt cái này cuối cùng nha. Được, gói cục này cuối cùng là ngon á. Tắm cái rồi, nó làm tròn lên. Phập, 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 đỡ, phập, phập. Mỗi phát mười mấy đam phê lòi luôn. Pop. Gớt mẹ hai dao lên rồi. Rồi, tuần sau nó chết rồi. Mình mất máu thì cũng không sao nữa. Chém phát thốn luôn. Rồi rồi. Còn một đống nữa. 20 máu tối đa.
hồi máu mỗi khi gây đâm tăng đâm tăng cái phạm vi 20%. Đáng gớt cái dao găm lại, bây giờ ba cái dao găm nó nằm đây xong chơi. Cho nó đánh mình đi, tôi lấy mấy cái giáp nhiều vô. Để đấm con này nó phản đam đau quá. Tiếp theo là con bơm. Bơm đó mình phản đam lại nó cái hiền nó hẹo luôn rồi. Cố gắng gấp được cái cây máu này, rồi được luôn rồi. Dễ dàng vậy đó. Đây hồi máu không phát nữa. Bọn ninh ta phá láp, phá giáp, dầu găm. Mất hai máu, mỗi lần fix up nó thì dính lên. Không cái nào ngon cả gì con thôi. Cái nhẫn hai chen. Được 41 con gấp đôi tiền. Lũ đạn nó lên đóng khiên không, nhưng mà phản hai lần không sao. Bà nó thiệt, tới con kia đánh thì nó không phản. Mất mẹ hết lớp khiên luôn rồi. Chín máu còn năm độc nữa chứ. Mình có thuốc giải độc ở đây. Ủa? Cái này là gấp đôi độc nữa mà. Không có thuốc giải độc rồi anh em ơi. Lên đầu quá. Chơi cái phát triển đó hơi ngu rồi đó. Có một điểm né nè. Gấp đôi dốc lắm. Lóc. Bây giờ nó đánh đúng đau luôn á. Không ổn rồi. Nó còn bơm độc vô nữa. Siêu siêu siêu, tôi cần siêu. Giết được con này thì 2448 chết luôn rồi. Ấy da. Đấy, nếu chơi nữa, xóa game gì phân. Rồi, coi như kết thúc con game mà đơn gần giao demo này. Mặc dù chưa đánh qua con boss 4, chỉ có lần chơi đầu tiên là thấy nó chuyển vọng thôi. Mấy lần sau nhân phẩm kém quá. Nhân phẩm kém chứ không phải do trình độ nha. Rồi, bây giờ chúng ta vô giveaway. Đợt giveaway này thì tôi sẽ giveaway con dưới trước. Con game FPS trong cái sự kiện Steam FPS. Là sự kiện này đây. Nè, Steam có đăng gì nó nè. Steam có đăng về sự kiện Steam FPS FPS. Nó vừa kết thúc gần đây. Từ 15 tháng 4 đến 22 tháng 4. Kết thúc khoảng tuần trước. Lúc đó thì tôi cũng được một số nhà tài trợ. Họ cho một số cái cây kia trong sự kiện này. Thì tôi cũng ghi rõ luôn này nha. Anh em nhìn cái danh sách ở đây thì họ ghi khá là ngon nghẻ đó nè. Toàn những con game bom tấn không nè. Nhưng hầu hết cái nhà phát hành lớn lớn như thế này đó, họ không có tham gia cái event cấp kia cho tôi. Nên trong cái sự kiện này, anh em sẽ là trong game, thường là con game cỏ thôi. Không có trong sự kiện vì cái nhà phát hành lớn họ không có tham gia sự kiện. Mà chỉ có cái nhà phát hành nhỏ. Nên anh em được con game gì trong cái sự kiện mà thêm nét phép này á. Nó nằm trong cái link FPS nè, những cái dòng game FPS đó. Nên anh em được con game nào thì cũng gán chịu con game đó nha.
Tôi cũng không biết. Hên hên thì nó vẫn ra mấy con game con ngẻ, còn xui tí thì nó ra mấy con game cỏ. Cái này dạng đúng là năm ăn năm thua luôn á. Được cái là nó trùng hợp cái sự kiện này. Chuyện game này đổ que Call of Duty Modern Warfare 3. Sự kiện Steam Next Fest. Sắp tới thì có một số cái sự kiện nữa, sự kiện nông trại á. Sự kiện nông trại. Đây là cái sự kiện này đây. Tam Minh Phép. Lúc đó thì sẽ có nhà tài trợ thì tôi đã giveaway cho anh em tới. Cũng hy vọng thôi, chứ cũng chưa biết được. Rồi, bây giờ tôi sẽ giveaway cho anh em, dẫn cái thủ tục như cũ. Rồi, trận thứ nhất. Nãy giờ tôi tắt cái mic mà tôi quên nữa. Giờ này tem xanh, sao tem xanh ngon dữ vậy nào? Những người đứng cuối cùng tem xanh. Rồi, cho nguyên tem xanh qua luôn. Rồi, nguyên đêm xanh qua. Trận thứ hai, coi ai đi nữa không. Đêm xanh nhiều hơn có một người rồi.
giờ team đỏ là win hả? Rồi trận cuối những ai đứng cuối cùng là vô thôi. Rồi những ai đứng cuối cùng với team thắng thì vô vòng trong nha. Xong rồi những người team thắng nó sẽ đấu với nhau, đơn giản vậy thôi. Quá trời nó hỗn tạp với nhau rồi. Team xanh đông hơn thì team xanh win hả? Bất công team đỏ vậy. Rồi 6 ứng cử viên vào vòng trong đây. Sao tôi phân biệt được ai với ai vậy? Rồi những người chiến thắng thì đấu với nhau là coi như win luôn nha. Đâu rồi những người chiến thắng đâu? Những người chiến thắng ở bên team xanh thắng 2 trận rồi. Để tôi coi ra tấm hình đó này, ai là người chiến thắng, ai là người đứng cuối cùng. Đây. Thanh niên đeo cái băng đai vàng, cái mặt màu trắng. Với thanh niên đeo cái khăn quàng cổ. Đây nè, khăn quàng cổ nè. Đeo cái băng đai vàng với cái mặt màu trắng. Team xanh thì từ cái khúc này trở lại thôi. Từ bên ông trọng đổ lại à. Đây nè, đeo cái đai vàng với cái mặt màu trắng, hai ông. Là hai ông này. Phải cái băng đai vàng không? Đúng rồi. Đeo cái nơ với cái đai đen, đúng rồi. Tiếp theo là cái ông đủ màu rồi luôn. Đông như con ếch vậy á. Đây. Rồi bên kia là cái ông đầu trung con cu. Cái đầu như cái trung con cu thì đây phải không? Đúng không rồi. Nó trắng. Cái ông đầu con bướm với cái ông cầm hai cây song kiếm. Đầu con bướm với hai cây song kiếm. Này. Hai cây song kiếm lòng này. Rồi anh em thấy chia phe chưa? Bên này có Minh Chiến nè, Danny fan fan này nè. Với ông đầu trắng này là Quốc Thái. Còn tên bên phải. Tên bên phải là Hạt Long, nhìn ngầu đét nè, nổi bật vãi ra. Với mà ai đó quên tiêu rồi, đây nào. Dotgy 94. Người cuối cùng là ai thì tôi không nhớ nữa. Rồi cuối cùng là Dotgy này với ai nữa ta? Với ông Kinat. Rồi hai bên đánh nhau nha. Bên nào thắng thì tiếp tục vô vòng trong. À ông này thôi. Bên nào thắng và đứng cuối cùng á, tôi sẽ lấy ra hai ông thôi. Thắng và đứng cuối cùng. Một trận một à, không có đánh nhiều. Team đỏ chiến thắng, team đỏ còn hai ông đứng là cái ông mà song kiếm sau lưng với con bướm. Rồi ông song kiếm sau lưng với con bướm, song kiếm sau lưng bướm nào, song kiếm sau lưng là ông nào này. Rồi đánh 3 trận ai win là win luôn. Rồi 3 trận win 2 là đủ rồi. Hai anh niên solo nhau nha, cố lên, chúc may mắn. Đấu trường La Mã thì ông đổi cái nón này ngon rồi. Một bạc tay. Đấm bụng nè. Đấm mặt nè. Cùi chỏ nè. 1-0. 1-0 cho anh là đồ đỏ. Là anh nào vậy ta? Là anh này. Minh Chiến máu chiến hả? Ông này thắng nhiều mà. 1-0 cho máu chiến rồi đó. Cầm kiếm nhưng mà chỉ đánh tay thôi. Rồi áp đảo cái gì ta, lợi thế sân nhà á. Bụp tay nó. Rồi một điều. Rồi trận cuối là trận quyết định.
Thanh niên đầu bướm này là Danny Fell. Danny Fell, cố lên Phan ơi, đừng dỗ Minh Chiến ra thắng nữa. Bập tay nó anh bướm ơi. Đó đúng rồi đó. Rồi nó đánh sau lưng kìa, chống tay đâu. Bập tay nè. Đoạn cuối cùng, quyết định ai thắng ai thua. Hay quá anh niên Danny Fell, tung cú đấm là cận chiến rất đẹp luôn. Chúc mừng anh em chúng giải ghế bầu quay. Tôi cũng chả biết game gì đâu, hy vọng vào nhân phẩm của anh em thôi. Danny Fell. Danny Fell, Danny Fell. Đây. Phạm Đức Điện hả? Phạm Đức Điên hả? Phạm Đức Điền. Nhầm, sorry anh em. Rồi, chúc mừng anh em trúng một con game trong cái sự kiện FPS Fest. Còn cái con này vài bữa nữa thì tôi sẽ quay sau. Này nhiều người tham gia rồi. Vãi. Tạo lỗi con mắt luôn á. Để mới trúng giải đây. Tạo lỗi con mắt luôn. Khổ thôi. Rồi, ok, bye bye anh em.